Tôi đang quay mà. Ủa? Mong là chúc mọi người ngày 8 tháng 3 luôn luôn vui vẻ. Chúc mọi người cái quan trọng nhất là đậu đại học nha. Chúc các bạn luôn luôn là tràn đầy sức khỏe. Và thật nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới và cũng như là sự nghiệp của mình. Chỉ có ba thằng con trai thôi. Hy vọng là mình ba đứa tụi mình đã hoàn thành hết nhiệm vụ là ba đứa con trai trong lớp 12-1 với những bạn nữ rất là tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, thông minh. Và cảm ơn cô chủ nhiệm đã luôn đồng hành với lại tụi con. Tụi mình đã chuẩn bị quà rồi thì giờ là tiết mục phát quà nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với thầy biết không? Thôi 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 Thank you.